bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tiến Nguyễn bị cộng đồng mạng yêu cầu dừng đại thuyền Quang Linh với Thùy Tiên, tem châu Phi tổn thất lớn. YouTuber Quang Linh và Hoa hậu Thùy Tiên đang là cặp đôi được cư dân mạng đại thuyền nhiệt tình nhất ở thời điểm hiện tại. Cặp đôi đồng hành trong chiến dịch Thùy Nguyễn ở Hà Giang nên càng được mọi người theo dõi sát sao. Đây cũng là lý do mà mỗi hình ảnh clip có mặt nam YouTuber và nàng hậu đều thu hút sự chú ý của dân tình. Hồ đại thuyền hăng hái soi hình, tìm kiếm những hành động đặc biệt mà cả hai dành cho nhau. Tuy nhiên gần đây, chính vì sự đại thuyền quá giới hạn của một bộ phận dân mạng đã khiến cho người trong cuộc cảm thấy khó chịu. Thậm chí trước đó, netizen lại phát hiện cả hai có động thái né tránh đối phương và tỏ thái độ khi liên tục bị trêu ghẹo. Đến mức Thùy Tiên phải tắt live stream khi fan liên tục bình luận về Quang Linh. Trong khi đó, dàn YouTuber cũng lên tiếng xin khán giả hãy dừng lại hành động này, anh nói. Những ai theo dõi thì cứ theo dõi, những ai không thích theo dõi thì mọi người có thể đi theo dõi những nơi khác cũng được. Chứ đừng có mà đưa ra mấy cái đó ra làm đùa giỡn, nó không vui tí nào. Những người xem mình trên này không hiểu về mình, người ta chỉ muốn một cái gì đấy từ mình để người ta vui thôi. Ngoài hai nhân vật chính, Tiến Nguyễn, một thành viên của team Châu Phi, cũng bị réo tên vào câu chuyện trên. Dành cho ai chưa biết, anh Tiến được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh thuyền trưởng vì đã ra sức đại thuyền cho cặp đôi Quang Linh Thùy Tiên rầm rộ suốt thời gian qua. Trước đó, hồi cuối năm 2022, từ Châu Phi về nước thăm gia đình, thuyền trưởng Tuyến đã ghé thăm và tham dự sự kiện của Hoa hậu Thùy Tiên. Tại đây, anh còn mang thêm món quà của Quang Linh gửi tặng nàng hậu. Món quà là chiếc nón, mà theo thuyền trưởng Tiến, ý nghĩa là để che nắng cho nàng hậu. Hành động đẩy thuyền công khai giữa sự kiện của thuyền trưởng Tiến Nguyễn khiến Thùy Tiên bối rối, thậm chí nàng hậu còn chắp tay lại. Gần đây trước khi hội ngộ Thùy Tiên tại Việt Nam, Tiến Nguyễn đã đăng tải đoạn clip cùng dòng caption, anh mơ về những kỷ niệm. Hành động này của anh Tiến một lần nữa tạo cơ hội cho fan có dịp đẩy thuyền cho cặp đôi. Không ít người còn trêu đùa rằng Linh đang mơ về những kỷ niệm hay mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong nhà cô Tiên. Chưa dừng lại, mới đây nhất khi Quang Linh chụp ảnh cùng fan nữ, thì Tuyên bị Tiến Nguyễn liên tục ly ống kính để xem thái độ của người đẹp. Ngay khi đó, nàng hậu có câu nói đáng chú ý, uống trà sữa mà cũng quay nửa trời, giận hồi nào em quýnh anh bây giờ. Cùng lúc đó, Quang Linh Vlog cũng có động thái gượng gạo khi đồng đội trêu chọc. Bên dưới đoạn clip, nhiều tài khoản cho rằng người hâm mộ không nên liên tục đại thuyền Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog bởi chỉ là cả hai thiếu tự nhiên trong chuyến đi từ thiện. Có thể thấy, mặc dù là người thân cận và chỉ muốn trêu ghẹo hai người em để tạo nên không khí vui vẻ cho mọi người, song hành động liên tiếp đại thuyền của cặp đôi của Tiến Nguyễn không ít người cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn ai hết, khán giả cho rằng anh Tiến phải là người hiểu rõ mối quan hệ của Thùy Tiên và Quang Linh, đồng thời đủ tinh tế để biết đâu là giới hạn. Trở lại với nhân vật chính, thường xuyên bị đại thuyền, Thùy Tiên vừa qua đã thẳng thắn tuyên bố chỉ xem Quang Linh là anh trai. Nàng hậu nói, anh Quang Linh cũng như các thành viên khác của team Việt Phi đều là người anh mà Tiên rất yêu quý khi cùng mang lý tưởng yêu thương giúp đỡ mọi người, đặc biệt khi tất cả mọi người đã làm việc cùng nhau trước đó. Tiên và team Việt Phi phần nào đã có sự ăn ý và hiểu nhau. Hy vọng với điều đó, mình và team Việt Phi sẽ đồng hành cùng nhau nhiều hơn để có thể càng nhiều dự án cộng đồng được thực hiện. Trước đó, khi được đề cập đến hình mẫu bạn trai trong mộng, Hoa hậu Thùy Tiên hài hước chia sẻ rằng tiêu chí về bạn trai của tôi phải là một người có tâm, có tài. Tuy nhiên người đó phải có tiệm bánh bông lan trứng muối thì chắc sẽ được cộng thêm mấy điểm. Bởi tôi đặc biệt thích ăn bánh bông lan trứng muối, thậm chí còn được mọi người ưu ái gọi là Hoa hậu bông lan trứng muối.